Xin chào các bác, các bác nhá. Chào buổi tối tại các bác hai. Đây, thợ anh em đây. Để em dán nhá. Vẫn phải tăng ca cho các bác nhá. Đấy. Dán đi. Chỉ lấy cái ngón tay này, khớp ra trên là được. Đây nè. Thợ đang cởi trần ra để tăng ca cho các bác mà chưa có hàng ra các bác. Chắc là phải ngày mai. Hàng đóng ở đây. Chờ mà nó lắng quá trời. Đây các bác đặt đây, vẫn đóng quay đây mà chưa có thời gian dở ra để mà làm. Các bác nhá. Các bác còn đơn thì chờ em tầm mấy hôm nữa. Máy thì vẫn đang test chạy đây. Mát rười rượi các bác. Nước lôi thì chảy đầm đìa. Em làm thì tới 1 giờ đêm các bác. Để ra hàng cho các bác. Mà đây. Các bác cần điều hòa nhật bãi gì thì inbox trực tiếp em, số điện thoại Zalo của em là 096 1519 122 các bác nhá. Đấy, em tư vấn cho. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Trong thời gian đã ủng hộ shop nhà em, cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác một sức khỏe tốt các bác nhá.